tám danh ca chưa từng một lần đứng trên sân khấu Paris by Night, gây nhiều nuối tiếc cho khán giả. Nguyên Khang, người làm sống lại những khúc tình ca. Nguyên Khang tên thật là Trần Văn Thành, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1973 tại Vĩnh Long và lớn lên ở Sài Gòn. Mặc dù chưa bao giờ qua một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào, nhưng ca sĩ Nguyên Khang vẫn luôn là một trong những giọng hát trữ tình có nét đặc trưng và được nhiều người yêu thích nhất. Nguyên Khang có thể hát đa dạng được tất cả các loại nhạc, nhưng sở trường của anh là những khúc tình ca. Cũng trong năm 2001, Nguyên Khang ký hợp đồng độc quyền với Trung tâm Thế giới Nghệ thuật để thực hiện các video ca nhạc. Trong số này có video bài hát Xin Còn Gọi Tên Nhau rất được khán giả yêu thích, có sự góp mặt diễn xuất của một diễn viên ở trong nước là Lâm Bảo Như, người mà trong 10 năm sau đó trở thành vợ của anh. Tuy nhiên đó lại là thời điểm trung tâm này lại gặp nhiều khó khăn nên sự hợp tác này thất bại và chấm dứt một năm sau đó. Điều đáng tiếc nhất là do sự ràng buộc trong hợp đồng này. Nguyên Khang đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác cùng trung tâm Thúy Nga trong chương trình Paris by Night 64 chủ đề nhạc thính phòng năm 2002, chủ đề rất thích hợp với chất giọng Nguyên Khang. Khi đó giám đốc trung tâm Thúy Nga là Tô Ngọc Thủy gọi điện đề nghị Nguyên Khang hợp tác trong hai chương trình, hát song ca với hai người mà anh xem là thần tượng là Thanh Hà và Tuấn Ngọc. Tuy nhiên vì còn thời hạn hợp đồng với Thế giới Nghệ thuật nên Nguyên Khang không thể tham gia được. Hiện nay, Nguyên Khang đang hợp tác cùng nhạc sĩ Trúc Hồ trong các dự án âm nhạc của đài SBTN. Chiếc lồng nhỏ bé đó đã giam cầm một con sơn ca đầy triển vọng. Y Phương, người mang những tiếng hát danh ca trở về. Cô tên thật là Ngô Minh Phương, sinh năm 1974, tại Sài Gòn. Y Phương được khán giả hải ngoại biết đến khi tham gia hát ở vũ trường, vào thời điểm đó chưa đầy 20 tuổi, mới cùng với một em trai sang cư ngụ tại Boston do bố mẹ qua đây từ trước bảo lãnh. Cô sở hữu một giọng hát pha trộn sự tinh túy của rất nhiều các danh ca khi mới lên sân khấu. Y Phương mang hình ảnh Ngọc Lan trở về. Y Phương không chỉ giống Ngọc Lan ở giọng ngân dịu dàng, mong manh, làn hơi mang mác, huyền thoại, ngậm ngùi ở dòng nhạc Kết Thúc. Y Phương cũng cho ta liên tưởng tới danh ca Thái Thanh qua vài ca khúc tiêu biểu bằng sự khỏe khoắn, cao vút, điều luyện, làn hơi ấm nồng, pha lẫn lời chua xót giống như Lệ Thu ở những ca khúc của Phạm Duy. Khi hát nhạc Trịnh Công Sơn thì lại tươi mới, nhưng đủ đưa ta hòa mình trong không gian như tưởng đã là của riêng Khánh Ly mà thôi. Khi hoạt động như một ca sĩ chuyên nghiệp tại hải ngoại, cô liên tiếp được Asia bình chọn là nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Sau khi trung tâm Asia đóng cửa, Y Phương trở thành một ca sĩ tự do, không còn rào cản gì để cô có thể trở thành một nhân tố chính trên sân khấu của Paris by Night nữa. Đặng Thế Luân, giọng hát trẻ hải ngoại xuất sắc nhưng ít người biết. Đặng Thế Luân sinh ngày 9 tháng 8 năm 1976 tại Sài Gòn, một năm sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Đến năm 1992 thì anh cùng với gia đình gồm bố mẹ, ba người anh trai và bốn người chị gái sang định cư tại tiểu bang Maryland, Đông Bắc Hoa Kỳ theo diện Rover. Đặng Thế Luân là một khuôn mặt mới của sân khấu ca nhạc Việt Nam tại Hoa Kỳ, được trung tâm Asia phát hiện từ cuộc tuyển lựa tài năng mới năm 2004. Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi này trong số 40 thí sinh bước vào vòng chung kết, được khán giả hoan nghênh trong khoảng 6 lần xuất hiện trên sân khấu ca nhạc của trung tâm Asia. Hồi nhỏ, Thế Luân luôn hát nghêu ngao và đã mơ ước trở thành ca sĩ. Thế Luân học lớp thanh nhạc khi còn ở Việt Nam. Ba mẹ của Thế Luân không ngừng khuyến khích anh bước lên sân khấu ca nhạc. Anh thể hiện thành công rất nhiều những ca khúc nhạc xưa, nhưng tiêu biểu là những bài hát về mẹ và người lính. Anh chưa từng góp mặt trên sân khấu Paris by Night lần nào, khiến rất nhiều người hâm mộ luôn mong chờ. Mai Lệ Huyền, nữ hoàng của dòng nhạc kích động. Mai Lệ Huyền tên thật là Nguyễn Thu Cúc, sinh năm 1946 tại Bình Long. Mai Lệ Huyền và Hùng Cường được mệnh danh là cặp đôi sóng thần vì họ đã cùng nhau tạo nên những hiện tượng chưa từng có trong làng nhạc, nhận được sự hâm mộ rất cuồng nhiệt của khán giả. Năm 1964, Nguyễn Thu Cúc kết hôn cùng nhạc sĩ Trần Trịnh và được ông tặng nghệ danh Mai Lệ Huyền. Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, di sản để lại là con gái Lệ Trinh. Sự nghiệp Mai Lệ Huyền bấy giờ chùng xuống một giai đoạn ngắn. Đêm mưa tầm tã ngày 29 tháng 4 năm 1975, búp bê lửa Mai Lệ Huyền lên một chuyến tàu di tản khỏi Sài Gòn hoa lệ, bỏ lại những tháng năm rực rỡ và cả người thầy, người chồng nâng đỡ sự nghiệp mình. Sau đó, bà định cư tại miền Nam California, tiếp tục biểu diễn tại các vũ trường và sòng bài, thi thoảng tham gia hội diễn trong cộng đồng Việt. Trong thập niên 1980, Mai Lệ Huyền sinh hoạt với ban kịch Sống Thúy Hồng và tái ngộ Hùng Cường vừa vượt biên qua. Đệ nhất song ca sóng thần lại khuấy đảo cuộc sống êm đềm tại California được mấy năm trước khi Hùng Cường mất.
Ở những năm tiếp theo, bà hạn chế dần hoạt động ca nhạc vì tuổi đã cao, tuy nhiên, vẫn đều đặn xuất hiện trong các băng nhạc Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, Làng Văn. Dù đã ngoài 70 nhưng bà vẫn minh mẫn, biểu diễn vô cùng máu lửa. Bà từng trở lại trong một số đặc biệt của chương trình Music Box của Thúy Nga nhưng chưa một lần nào được đứng trên sân khấu. Huỳnh Phi Tiễn, ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc lính. Sinh ngày 13 tháng 1 năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Phi Tiễn gây ấn tượng với khán giả ngay ban đầu với cái tên ấn tượng như nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp, cùng với đó là vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, đẹp trai, tuy nhiên ẩn sau đó lại là giọng hát vô cùng truyền cảm, ngọt ngào. Giọng ca của anh đã thổi hồn giúp các bản nhạc quê hương thêm mùi mẫn, các bản nhạc tiền chiến thêm sôi nổi. Ai đó đã nói giọng ca của Huỳnh Phi Tiễn rất đặc biệt, trong đó người ta thấy một chút Duy Khánh, một nét Chế Linh, một âm hưởng Tuấn Vũ và vẫn văng vẳng âm điệu của Trường Vũ. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, nam ca sĩ đặc biệt thành công với những bản nhạc buồn, khiến khán giả ấn tượng với một Phi Tiễn buồn mang mát. Bản nhạc Thư Xuân Hải Ngoại từng được anh trình bày đã khiến bao khán giả phải rưng rưng nước mắt. Chàng lãng tử cô đơn đã lột tả được hết tâm hồn của bản nhạc không chỉ qua chất giọng mà còn ở cách diễn xuất lôi cuốn khán giả. Khi nhắc đến Huỳnh Phi Tiễn, khán giả yêu nhạc hải ngoại chắc chắn không thể quên được những bài hát về người lính của anh. Trên sân khấu của Trung tâm Asia, Huỳnh Phi Tiễn thường xuyên phục vụ khán giả bằng những bài ca về người lính giữa chiến trường khốc liệt. Từ khi những gạo cội ngừng ca hát, bảng nhạc lính của Trung tâm Thúy Nga đang cần một người bù đắp vào những khoảng trống. Cái tên Huỳnh Phi Tiễn đã được nhắc tới nhiều hơn bình thường. Sự xuất hiện của anh trên sân khấu Paris by Night chắc chắn sẽ gây nhiều bất ngờ. Bảo Yến, nữ hoàng sân khấu đến từ mảnh đất thần kinh. Bảo Yến sinh ngày 27 tháng 2 năm 1958 tại Đồn Mang Cá, Thành Nội Huế nhưng nguyên quán là ở Quảng Trị. Bảo Yến xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, chị đã được cha mình là nghệ sĩ thủy triều rèn luyện và hướng nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Bảo Yến thường được khán giả nhớ đến khi hát những ca khúc về quê hương, nhất là những bài hát về Huế. Chị từng xuất hiện trong Thúy Nga Music Box số 32 vào năm 2021. Trong số đó, ca sĩ thể hiện 8 ca khúc và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhưng vì lý do nào đó, cô vẫn chưa có cơ hội đứng trên sân khấu của Thúy Nga. Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh, cặp đôi đẹp của làng nhạc hải ngoại. Quốc Khanh sinh năm 1984, tên thật là Võ Quốc Khanh. Anh từng là một trong những ca sĩ trụ cột của Trung tâm Asia. Vào năm 2015, Quốc Khanh kết hôn với ca sĩ Hoàng Thục Linh. Quốc Khanh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung tâm Asia và đoạt giải nhất giọng ca vàng 2006 đến 2007 và xuất hiện lần đầu trong cuốn Asia 54. Trước đó, anh từng tham gia cuộc thi Paris by Night Talent Shows của Trung tâm Thúy Nga nhưng bị loại ở vòng tứ kết. Hoàng Thục Linh sinh ngày 9 tháng 1 năm 1991 trong một chuyến vượt biển sang Mỹ. Cô từng cộng tác với Trung tâm Vân Sơn từ năm 2009 đến năm 2012 và Trung tâm Asia từ năm 2013 đến năm 2016. Có thể nói Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh là đôi tình nhân, đôi vợ chồng, đôi uyên ương đẹp nhất của làng nhạc hải ngoại trong những năm gần đây. Dù là ca sĩ thế hệ trẻ nhưng tài năng của họ đã được khẳng định là điểm sáng hiếm hoi của làng nhạc hải ngoại đang trong thời gian thoái trào. Sự xuất hiện của cặp đôi trên sân khấu của Thúy Nga đã trở thành mong muốn của hầu hết các khán giả tại hải ngoại. Trên đây là danh sách 8 ca sĩ hải ngoại chưa từng xuất hiện trên sân khấu của Paris by Night, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Chắc chắn rằng những tìm hiểu của lịch sử hải ngoại vẫn còn nhiều thiếu sót, mong được khán giả góp ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.